Thành phố Bắc Cạn hiện có gần 10 cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản của tỉnh. Sau một thời gian đi vào hoạt động, các cửa hàng đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với người tiêu dùng và là nơi cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho các bếp ăn tập thể. Có nhiều cửa hàng lên như thế là có nhiều tiện lợi cho là nhân dân cũng như là là là, là quần chúng người ta đi lại là thuận tiện hàng ngày mua bán thứ hai là bảo đảm an toàn có nguồn gốc xuất xứ hẳn hoi hàng ấy thì cũng chọn nguồn gốc rõ ràng mà cũng lấy từ những cơ sở hoặc là những vườn của đều là của hội viên của hội phụ nữ từ năm 2017 đến nay chi cục quản lý chất lượng đông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Cạn đã cấp giấy chứng nhận và duy trì hoạt động 26 chuỗi cung ứng sao quả thịt thủy sản an toàn Toàn tỉnh đã có gần 900 cơ sở sản xuất tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn. Qua thời gian thực hiện cái chuỗi này thì các sản phẩm được cấp xác nhận thì nhất là được nâng cao được cái ý thức trách nhiệm của người sản xuất, người kinh doanh, thứ hai là đảm bảo được cái thực phẩm an toàn. Bắc Cạn phấn đấu năm 2020 duy trì ổn định khoảng 30 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, 20% diện tích sản xuất nông sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm, được cấp giấy chứng nhận việt gáp hoặc tiêu chuẩn tương đương. 100% nông sản thủy sản an toàn sản xuất trên địa bàn tỉnh được tiêu thụ ổn định trên thị trường trong nước và xuất khẩu.